sau chuyện thứ nhất, hãy có trách nhiệm với bản thân mình. Chuyện thứ hai, hãy có trách nhiệm với những người xung quanh mình. Thầy chưa bàn tới một xã hội hay một cộng đồng rộng lớn. Thầy chỉ cần các bạn có trách nhiệm với những người xung quanh mình. Các bạn nhìn qua nhìn lại, bạn bè mình, thầy cô mình, những cô bảo mẫu của mình, những thầy cô cán bộ công nhân viên trong trường chẳng hạn như vậy. Rồi ở nhà các bạn, rồi tới trách nhiệm thứ ba, đó là trách nhiệm với người thân, với gia đình của mình các bạn. Ba trách nhiệm này, mỗi một cái thầy cũng sẽ nói rất nhanh và đơn giản thôi. Trách nhiệm với bản thân, xin các bạn hãy có chú ý tới ba khía cạnh. Trách nhiệm với lời nói của mình các bạn. Cho thầy hỏi thử bao nhiêu bạn ngồi đây các bạn đã từng nha, có lời nói nào đó các bạn cảm thấy là mình nói ra xong, mình làm cho ai đó buồn, mình làm cho ai đó tức giận, mình làm cho ai đó đau khổ rồi, cho tôi lên giúp thầy với. Là người khác buồn, người khác tức giận, người khác đau khổ. Rồi bao nhiêu bạn cảm thấy hối hận về lời nói này đó của mình đâu? Rồi thầy cảm ơn các bạn bỏ tay xuống đi. Biết hối hận là tốt. Xin các bạn hãy nhớ là có trách nhiệm với lời nói của mình đó. Mặc dù các bạn còn nhỏ, mặc dù đôi khi các bạn buộc miệng nói ra thôi, mặc dù đôi khi các bạn là đùa giỡn thôi, nhưng xin các bạn hãy bắt đầu tập thói quen là mỗi lời nói mình nói ra, hãy suy nghĩ coi nó có làm người khác buồn, người khác giận, người khác đau khổ hay không, nó có đúng sự thật hay không. Nếu như các bạn trả lời những câu hỏi đó trước khi nói, các bạn sẽ có trách nhiệm với lời nói hơn rất nhiều. Hai, xin hãy có trách nhiệm với hành động của mình các bạn. Có trách nhiệm với hành động của mình. Bao nhiêu bạn ngồi đây, các bạn hàng ngày á phải chờ ba mẹ nhắc nhở rồi mới đi ngủ đâu, cho ta đến thầy với con ơi đi ngủ đi này nọ. Bao nhiêu bạn ngồi đây phải chờ ba mẹ nhắc con ơi tới giờ ăn rồi, xuống ăn chứ không có tự chủ động xuống dọn ăn đâu. Bao nhiêu bạn thậm chí hàng ngày ba mẹ phải nhắc là trời ơi con tới giờ học rồi học đi chứ không kịp bài. À, rồi bao nhiêu bạn sáng nay đi học sớm chẳng hạn phải chờ ba mẹ gọi dậy mấy lần, dậy đi con trễ rồi mới đi học được. Rồi thầy cảm ơn các bạn bỏ tay xuống đi. Các bạn có thích bị ba mẹ nhắc nhở không? Không, thầy tin chắc không ai thích điều đó cả. Và càng lớn lên, các bạn sẽ càng thấy mình không thích. Nhưng vì sao ba mẹ phải nhắc nhở mình ta? Bởi vì mình làm vẫn chưa đúng. Bởi vì mình làm việc chưa đúng giờ và chưa đúng việc các bạn. Có trách nhiệm với hành động của mình, xin hãy nhớ, đơn giản lắm. Hãy tự nhớ và tự làm được công việc của mình. Không để ai phải nhắc nhở. Mà chuyện đó đó, càng lớn các bạn sẽ thấy nó gây ra mối mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Càng lớn nó tạo ra khoảng cách giữa hai bên. Cho nên nếu như các bạn vẫn muốn là giữ một tình cảm tốt, một sự yêu thương với ba mẹ của mình đó, xin hãy có trách nhiệm với hành động của mình. Xin hãy tự giác khi tới những giờ rất quan trọng, giờ ngủ, giờ ăn, giờ học, giờ thức dậy đi học. Xin hãy tự giác để các bạn dọn dẹp căn phòng hay bàn học của mình, để ba mẹ không bao giờ phải nhắc nhở mình những chuyện cơ bản và đơn giản đó nữa. Bao nhiêu bạn nghĩ là mình làm được đâu, cho tôi lên giúp thầy với. Có trách nhiệm với hành động của mình thôi nhé. Tự chăm sóc mình, tự học tập cho mình thôi. Rồi thầy cảm ơn các bạn đã hứa, thầy tin là các bạn làm được. Người ta nghe tiếng la thất thanh chạy vào thấy cậu lăn lộn bên đống lửa, hóa ra một tai nạn á, làm lửa bắt lên người cậu các bạn. Rồi khi đưa vào bệnh viện cấp cứu á, thì bác sĩ nói là tính mạng thì cứu được, nhưng mà cậu bé này tội nghiệp lắm, sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Các bạn biết là khi mà nghe như vậy rồi á, cậu bé này giống như là không biết sống để làm gì nữa. Tại vì từ nhỏ mơ ước của cậu là trở thành một vận động viên môn chạy á các bạn, hơi điền kinh á, và thậm chí cậu muốn trở thành một vận động viên mà phá kỷ lục thế giới được cơ. Nhưng mà bây giờ đôi chân đã không còn cử động được nữa, làm sao bây giờ? Bác sĩ nói là mình phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhưng mà cậu này rất có trách nhiệm với suy nghĩ của mình các bạn. Cậu nói là đôi chân, bác sĩ nói như vậy đó, nhưng nó còn gắn trên người mình mà. Làm sao mình không cử động nó được chứ? Nó gắn trên người mình phải có trách nhiệm với nó. Nó gắn trên người mình phải có trách nhiệm với nó. Vậy là cho dù ngày hôm đó là việc gì, học hành mệt mỏi như thế nào đi nữa, mỗi ngày cậu đều dành 2-3 tiếng đồng hồ các bạn biết, ngồi trên giường chỉ để tập điều khiển đôi chân của mình thôi. Và 5 năm trời không có tác dụng gì hết. Nhiều bạn ở đây thầy tin chắc là các bạn làm một bài tập khó, hoặc các bạn làm một công việc gì đó mệt mỏi á, các bạn làm một hồi các bạn sẽ thấy là trời ơi chắc làm không được đâu, trời ơi chán quá, bài này làm 2-3 lần rồi không xong chắc không giải được đâu. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng cậu bé này làm một việc không có kết quả gì hết, liên tục 5 năm trời không nghỉ một ngày nào, một ngày 2-3 tiếng như vậy, nhưng cậu vẫn làm, bởi vì cậu có trách nhiệm với bản thân mình và cậu quyết tâm là phải làm được điều đó các bạn. Xin các bạn hãy tập cho mình thói quen đừng vội bỏ cuộc như vậy. Từ nhỏ mà các bạn tập được thói quen không bỏ cuộc á, nó sẽ rất tốt cho tương lai của các bạn.
Cậu bé này cũng vậy, 5 năm trời như vậy không có kết quả gì, nhưng cậu vẫn cố gắng và cuối cùng cũng có kết quả các bạn. Cậu gọi là: bố ơi, chạy vô coi giùm con có phải móng chim cái con đang cử động hay không? Ông bố vào đó: đúng rồi con, móng chim cái con đang cử động đó. Cậu mừng lắm, vậy là tập nhiều hơn nữa. Và các bạn biết, đúng một năm sau thôi, các bác sĩ không tin vào mắt mình, bởi vì cậu co duỗi được đôi chân ở trên giường các bạn. Rồi cậu nói là: bố ơi, bây giờ đỡ mắt xuống đi, con muốn tập đứng. Cậu bắt đầu bám giường, bám tủ trong phòng á, để tập đứng lên. Cậu cũng té ngã nhiều lắm, nhưng mà cậu cuối cùng các bạn biết là đứng được. Và cậu không dừng ở đó đó: bố ơi, bây giờ đưa con ra vườn để con vịnh cái hàng rào á, con tập đi. Tập đi thì khó hơn tập đứng nhiều lắm. Và cứ vịnh hàng rào đi như vậy, các bạn biết là té lên té xuống. Cậu bị té u đầu mẻ trán, cậu bị té trầy xước cả người, thậm chí rất nhiều những vết bầm trên người ba mẹ thấy xót. Con nói: thôi con ơi, không cần tập nữa đâu. Cậu nói: không, con phải tập, con phải có trách nhiệm với đôi chân của con chứ ba mẹ. Vậy là cậu cứ tập, và càng ngày càng nhiều vết thương, nhưng mà càng ngày á, đôi chân của cậu càng cứng cáp hơn các bạn. Để rồi á, 2 năm sau, cậu đã có thể bước đi trên đôi chân của mình. Rồi cậu không dừng lại ở đó nữa, cậu quyết tâm là thực hiện ước mơ hồi nhỏ. Cho nên là cậu tập chạy trên đôi chân tập quyền đó các bạn, cậu tập chạy trên đó. Và các bạn biết một điều kỳ diệu diễn ra, năm 22 tuổi, cậu này là một chàng thanh niên đã chạy phá kỷ lục thế giới cự ly 4 dặm. Chị nhắc lại nhé, phá kỷ lục thế giới thời điểm đó cự ly 4 dặm. Tên của cậu đã ghi vào sử sách, cậu tên là Clint Cunningham. Các bạn nhỏ có thể về search Google nhân vật này, Clint Cunningham. Phá kỷ lục thế giới cự ly 4 dặm trên đôi chân tập quyền do chính mình tập luyện trở lại. Và chẳng những vậy, cậu còn trở thành một người bác sĩ, và cậu điều trị cho rất nhiều người bị tật nguyền giống cậu. Khi mà báo chí hỏi là: Clint Cunningham, điều gì làm ông làm được những điều vĩ đại như thế? Thì ông trả lời là: tôi chẳng vĩ đại gì đâu. Thực ra, điều quan trọng nhất là tôi thấy mình có trách nhiệm với bản thân mình, với đôi chân của mình. Và quan trọng hơn nữa là tôi phải có trách nhiệm với nhiều người khác cũng bị khuyết tật, tàn tật như tôi. Nếu như tôi làm được ước mơ của mình, tôi tin chắc là sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người đó, để họ có thể làm được ước mơ của họ, và họ làm nhiều điều tốt đẹp hơn trên thế giới. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, kể cả tàn tật và khuyết tật á, chúng ta vẫn có thể làm được nhiều thứ, thậm chí chúng ta có thể lấy lại được cuộc sống trước đây của mình nữa cơ. Đó là trách nhiệm của Cunningham với bản thân mình và với những người xung quanh đã tạo ra sức mạnh cho ông. Trên thầy nói, chỉ cần các bạn rèn luyện từ nhỏ, có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với những người xung quanh á, chắc chắn lớn lên các bạn sẽ làm được rất nhiều điều tuyệt vời, thậm chí những điều vĩ đại nữa cơ.